Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Cầu toàn đó đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Mưa lại về đến những nẻo đường qua, rơi vờ vạ trong một người chờ đợi. Hà Đỗ này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ đợi thời yêu nhau. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Yên Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ, hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con... mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không bừa thích đúng quá. Không? Dạ. Không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh, điểm yếu của mình đó, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính và cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dọn rồi đó, rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn đó đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ, nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Ủa, 7 năm đó đó, yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó, thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau... sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, tại là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đụng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là dưới nơi chỉ tới được chứng đỏ thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng? Chứ không phải là do có lỗi phải gì không hả? Phải có cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cổ? Không. Đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em luôn. Có la lối gì không? Dạ không, em không có la lợn tiện gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là... Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và... cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó kỹ tính đó. Ừ. Để qua thăm đàn gái thì đó, qua nha. Thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng
thông cảm. Rồi thông cảm, coi như chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn một nửa của con là phải có tính điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con thích điều gì ở đàn ông? Dạ con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với bà nội. Bà nội với hai cô, một thím và một chú. Rồi xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình. Do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi. Cháu Long lớn và đứa em gái hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình, công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lại lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật cháu rất hiền. Nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ là cũng được. Tôi thấy cháu dâu tôi cũng được. Tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ con đi với em gái con. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em cũng thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên đó. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn anh. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có đây là, trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Rồi, không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái, coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn dễ thương và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng là vợ chồng cũng làm chia sẻ với nhau trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài. Phong về kỳ ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo. Anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời dễ quá ta. Ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó, nhưng mà anh thì không sao. Thật ra nếu mà khi mà yêu em tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi.
Mình ở thế thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. À, nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó, chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. À như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy tới quân chỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình biết không. Mưa lại về tới những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi. Hà Đô này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát? Hát em hát chờ em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng điếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi về các bạn về vị trí đi, chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn muốn hẹn hò. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng, cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim thì không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Rất mong là hai đứa sẽ gọi là tìm được một nửa của mình nghe. Dạ. Rồi, mỗi đứa đi một nơi thôi. Dạ. Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên là ui. Ôi trời ơi. Em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe rồi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích là một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Ừ. Gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ.
Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi, bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm, nhược điểm của mình đi. Dạ, theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ. Tí sụ dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho mình kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều gì. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Thằng trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi ông thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe rồi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô mà không phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. Em nói nhầm là 1m68. Mình vô được. Yên tâm đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được.
Ừ. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. À. Dạ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? À, em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. À, bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. À, tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? À, hôm nay em đi mình anh ạ. À, đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, yeah, em cảm ơn. Được rồi. À, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích đá bóng, em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi, ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát, là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ một sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ, em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ. Tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. em quên mấy cái đoạn rồi, được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái rồi ha. Cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà về cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Ừ, cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó?
À, em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất mà nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng? Thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Ừ. Công việc nam có, nữ cũng có. Ừ. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Ừ. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm. Mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi, được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mình mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhé. Từ từ bỏ nhé. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Đến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác, con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á, là em có ba đứa con rồi. Không biết nói gì hết. Thì đó, nghĩ sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mặt mới gì kỳ. Mời nhà trai. Dạ, để em chào anh. Xin mời ngồi. Xin mời nhà gái. Mình sẽ giới thiệu lớn lên cho mọi bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Nào, mời nhà trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Phan Văn Mẫn, năm nay 42 tuổi. Hiện tại đang làm cơ sở sản xuất giấm. Bò nhúng giấm ha. Đúng rồi. Rồi, Mẫn, quê ở đâu? Quê ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Ở quận mấy giờ? Em ở Hóc Môn. Rồi, xin mời bạn nữ.
Dạ em xin chào các cô bác anh chị, em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Phạm Thị Kim Cương, em hiện tại 35 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em là ở Bình Định. Em hiện tại đang là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Mình có ưu khuyết điểm gì nói đi anh Mẫn. Cái khuyết điểm của em thì chắc cũng là cái ưu điểm của em á, là em thẳng tính lắm anh. Ai mà nói em cái gì là em biết em gặp cái người đó em nói liền. Thì nó cũng là cái ưu điểm của mình. Thì thành ra người ta nói em nhiều chuyện. Đúng rồi đó. Khuyết điểm nặng luôn á. Dạ. Rồi. Em khắc phục nhiều lắm. Khắc phục nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì em cũng khá là thẳng tính, khó tính. Em cũng đòi hỏi khá cao ở người khác. Ưu điểm của em thì em là một người cũng khá là hài hước, vui vẻ nhưng mà cũng tùy tình huống. Em cũng là người rất là lễ phép và biết tôn trọng người khác. Bạn bè đánh giá thì em là một người suy nghĩ rất là tích cực, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Em là một người của gia đình. Cho nên hai là người những... bị cái hai người thẳng tính hết trơn gặp nhau, hai người chắc mệt lắm. Thôi bây giờ thì mình nói chút xíu được tình duyên của mình đi Mẫn. Thì em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là năm 23, 24 gì anh? 7 năm. Trời, dài dữ. Sau 7 năm mà sao chia tay? Tình yêu trẻ trâu anh. Thì xong rồi sau này thì em lại quen thêm một cô nữa. Em cũng quen được cỡ 60 năm nữa. Trời đất, mười mấy năm yêu nhau rồi đó hả? Dạ. Lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á là em có ba đứa con rồi. Là em có ba đứa con rồi. Thì nói chung là mình chưa có vợ, chưa có con. Mình nói cho ra ba đứa con thì mình cũng ớn chứ anh. Nhưng mà quen sau 6-7 năm mà không biết người ta có con trời. Em đã nói em rất là thiệt tình. Giấu gì luôn á hả? Em rất là thiệt tình. Tại vì em về quê chơi thì người ta nói hai đứa con kêu cái cô đó bằng gì mà. Rồi sao? Mà thật ra nếu yêu thật lòng thì cưới luôn cũng được. Tình yêu em chưa có đủ lớn anh. Nếu lớn là cưới luôn, phải dạ. 4 đứa cũng cưới nữa. 13 năm nay yêu không được gì hết trơn đúng không? Đúng rồi. Nhà trai trung chuyên quá. Ừ. Giờ nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa có mối tình nào. Đại học thì có thích một anh. Nhưng mà hồi đó thích nhưng mà mình không dám nhích. Thích nhưng mà mình không dám nhích. Nên mình ở tới giờ. Thôi hả? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Em thì đơn giản dễ lắm. Em chỉ cần người yêu là biết lắng nghe và chia sẻ thôi. Chào nhà trai. Em chào chị. Bên kia người ta nói là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, người rất là dễ chia sẻ. Nhưng mà bên đây người ta nói hoài không hiểu, đôi khi nói hoài mà không có hiểu. Vậy nghỉ hoài. Chơi luôn. Thì em nói hoài chừng nào hiểu thôi. Đó. Trời kiên định mà. Vậy luôn hả? Thì đơn giản nhưng mà đâu có gì đâu. Đó. Ông nói 13 năm nay rồi đó. Vậy chỉ nhu cầu của anh là chỉ có vậy thôi. Vậy em. Anh em có đó. Yêu cầu về ngoại hình như thế nào không? Hình độ khoảng từ 1m58 đến 1m62 thôi cũng được. Đơn giản thôi. Đơn giản để tôi qua tôi coi trai gái coi sao dạ. Nha. Con trai giấm nó qua tặng dạ, quà trước được không? Dạ được không? Dạ được anh. Thôi. Bò những giấm anh. Thèm bò quá. Cho thêm bò đi. Tặng giấm trước rồi bò sau. Chào em gái xinh đẹp. Có một món quà tặng nhà gái trước nha. Dạ, em xin tặng giấm đó. Rồi sau đó nếu mà bấm nút mình tặng thêm ký bò nữa. Tặng thêm ký bò nữa. Em cảm ơn anh. Được không? Rồi. Bây giờ em muốn có một mối tình lý tưởng như thế nào? Cũng là người chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến gia đình. Giám đốc công ty giấm. Dạ, đặc biệt là đừng bị hói và đừng hút thuốc. Hơi nhẹ. Hó hói hiền hòa. Hói cái này được không? Dạ, cũng được ạ. À. Vậy được. Vậy thì được chưa được, chưa gọi là hói lắm. Chưa gọi hói đúng không? Dạ. Đây ta gọi là hói hiền hòa. Được rồi. Ok, em đi với ai? Dạ em hôm nay em không có người thân. Rồi dạ. Được rồi, không sao hết. Có Ngọc Lan lo. Ừ. Rồi chàng trai đi với ai? Em đi với bạn học thời phổ thông trung học của em, với ông anh với bà chị. Dạ. Nguyên một xóm luôn á hả? Từ đây dạ. Qua đây luôn hả? Từ đây qua đây luôn hả? Trời ơi, nãy giờ tôi thấy ngọn đây tưởng bên nhà gái không hả? Xin chào MC Quyền Linh duyên dáng. Xin chào MC Ngọc Lan xinh đẹp. Mẫn là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Em rất là ngoan. Em đã cố gắng và làm và sản xuất ra cái sản phẩm của một mình và bây giờ đang đi phân phối rất là nhiều các cái đại lý. Đó là cái tinh thần cầu tín của Mẫn. Về bạn gái bên này á, chị thấy á, thì là Cương đây rất là dễ thương, xinh xắn và chị thấy là rất là phù hợp với Mẫn đó. Nhà Mẫn đã có nhà riêng nè,
và chuẩn bị tiền để mà làm đám cưới hết rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn chị. Một người đàn ông mà được những người phụ nữ, bạn bè, anh chị mà nhận xét vậy thì mình cũng an tâm đúng không? Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu. Rồi. Chào em. Nhận quà. Anh ta gửi quà gửi tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Tặng anh. Dạ. Dạ. Để bàn làm việc. Dạ anh cảm ơn. Dạ. Cái phương châm sống của anh đó, theo một câu nói của ông anh thôi, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ những cố gắng. Thì cái câu nói đó đây chắc cũng có nhiều người biết rồi. Thì cái gì mà ví dụ anh làm không được, anh phải cố gắng làm bằng được. Dạ. Anh chưa có người yêu, anh cố gắng, anh lăn lộn ở đâu anh tìm bằng được thì thôi. Dạ. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình, em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em gặp mặt cô ấy. Cô ấy tên gì nãy nói nhỏ không nghe. Đang ngon tới tự nhiên gãy. Bị gãy khúc liền. Dạ. Dạ em tên là Kim Cương. Tên này giàu lắm. Bây giờ mình đặt luôn nè, giấm Kim Cương. Rồi. Anh nói tiếp đi. Hết rồi. Anh chỉ có, anh đã nói là anh thu ngắn trong một câu nói. Dạ thì em thấy đồng ý với cái câu nói đó của anh ạ. À. Dạ. Thì khi mà mình chưa có cố gắng thì tất cả mọi thứ nó thất bại thì vì mình chưa cố gắng quá thôi. Cho nên là cái câu nói đó thì đồng ý à. Ừ. Dạ. Là em đang sinh sống ở đâu vậy? Dạ em đang sống ở quận 7. À, nếu mà mình quen được nhau á thì anh có thể gặp mặt được em được mấy lần? Dạ cái đó tùy anh chứ sao em biết được. Tại vì không phải, tại công việc anh cũng rảnh lắm. Chủ doanh nghiệp mà nói công việc anh rảnh lắm nó chết rồi. Không, tại vì thật sự ủa nói... thiệt mà ta làm giám đốc tao muốn đi gì nào tao đi không tao giao có nghĩa là cái thời gian mà thí dụ anh và em hẹn hò thì thí dụ em nói chủ động được hôm nay không? Thứ hai nè em rảnh nè, thứ hai anh nghỉ làm anh đi chơi em hoặc là nói chủ là chủ động được. Dạ. Đúng rồi, tao là sếp mà tao nghỉ tao không làm thôi. Tại vì em cũng là nhân viên văn phòng cho nên thường á thì em sẽ đi làm vào lúc 8 giờ và em sẽ về nhà thì thường vào lúc khoảng tầm 6 giờ. À, dạ. Em thích con trai đầu lòng hay gái đầu lòng? Dạ cái đó chắc tùy duyên đi anh, con cái là tùy duyên ạ. À. Dạ. Chứ anh thì ai cũng được hết, đứa nào cũng được hết. Dạ. Nhưng quan trọng là em chứ không phải anh. Dạ. Chưa chắc ông ơi. Và ông á, hai người đến với nhau được thì mẫn tính mình ở đâu? Nếu mà về thì chắc em phải về nhà anh ở rồi, tại vì ba mẹ anh cũng lớn rồi. Ba mẹ anh năm nay 70 rồi. Chứ nếu mà còn trẻ là anh cũng dẫn lên đây nữa. Tại vì lớn tuổi rồi không có đi xa được em. Bây giờ ba ở nhà ở ba mẹ với ai nữa? Rồi chỉ có mình em thôi anh. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ. Đó. Dạ em thấy chuyện đó bình thường ạ. Ừ. Dạ. Bây giờ thì Mẫn bước tới nắm tay Kim Cương ha. Không có bắt tay. Mình đừng có bắt tay đối tác đâu. Mình đâu có đi ký hợp đồng gì đâu anh ơi. Thế này đó. Không biết nói gì hết. Thì đó nghĩ sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mắt mới kỳ. Nói thôi mà bây giờ cho em hát một bài đi. Hát một bài là coi như là em nói luôn. Hát xong không? Hát xong phải nói. Hát rồi mới nói, hát khác nói khác. Tại vì hồi nãy em suy nghĩ nhiều lắm bây giờ em quên. Thì giờ hát xong rồi nhớ lại. Nhà mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bến đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về với cơn mưa. Anh làm ướt chiếc áo ba ba, em chợt nghe lòng mình xót xa. Hàng thề kề bên lòng ấm sao xuyến giấc mơ thuyền hoa. Nói những cái gì từ trái tim? Nếu như mà em cho anh một cái cơ hội mà được làm quen em á. Tại vì thật sự mà nói thì anh cũng ngày xưa bạn bè anh cũng giới thiệu anh quen nhiều kế toán lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ lúc này thời điểm này thì anh lại cần kế toán. Thời nhưng mà em không phải là kế toán. Nhưng mà nó có liên ngành với em. Nếu mà em bấm nút đi, ngày mai anh rủ em đi ăn cái lễ. Cha em xin lỗi cho xin. Ăn cái lễ tiến sĩ của bạn anh em. Tại vì là ra mắt bạn gái luôn đó. Đúng không? Bạn thân đúng không? Bấy nhặt Toshiba, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Vậy là chúng ta chấp mình nhận hẹn hò với nhau, đồng ý hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Ông muốn vợ lắm rồi. Ở dưới kêu hôn đi kìa. Hãy làm thủ tục đi. Kỳ lắm anh, ngại lắm.
thủ tục đi Mẫn. Trời ơi anh hung nhẹ lắm. Ừ. Đúng rồi. Không là em hài hước lắm á. Cái hung nhẹ lắm, cái khác mới mạnh. À, đây là những phần quà dành cho các bạn. Em cảm ơn anh chị nhiều, em cảm ơn chương trình. Rồi. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ những cố gắng. Yeah. Đây rồi, đi đường này. Đây quà này, của đi đường này. Đây đây, Mẫn. Dạ. Xách cái này về chân đi. Cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi nào. Xin mời. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều. Chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định chứ không phải là mình để mình quen rồi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi xin mời ngồi. Em chào chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào khán giả. Em tên là Hùng ạ. Sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang ở một mình tại nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Rồi, bây giờ mình nhà gái rồi mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC, chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất á. Dạ, em bên thu mua. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Cũng có khi nếu mà bây giờ gặp người mà mình hợp á thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không không hợp thì không ai nói được á. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Thưa MC và các chương trình, thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu ước mơ của mình, phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người vì người ta lợi dụng khá nhiều. Không có mấy mối tình rồi. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều. Chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hay không? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng một tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà. Xác định là không thể ở được với nhau rồi cho nên là thôi không có việc con luôn. Cái là phải tạm dừng. Dạ chào chị. Tình duyên của Hùng phức tạp quá nha. Cho tôi xin vài phút tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào em gái thân mến. Dạ. Rất là xinh. Thì nghe cái câu chuyện bên đàn trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Em thấy người mối tình thì cũng khá là nghèo á, rồi là quen rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi đúng không? Có bây giờ tình duyên của em sao em nói luôn đi. Thực ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi, từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng một năm á. Một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài Phú Thọ. Hai người quen nhau khoảng được 2 năm á. Nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ. Tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối rồi em cũng có gặp nhiều. Nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không gần gũi được. Mình không có một cái sự tương đồng nên là em không thể nào mà yêu được. Em nói về cái mẫu người phụ nữ như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Từ trước nay em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng chút,
da trắng một chút, dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên, 1m58 trở lên, đừng có mập béo quá, còn hơi, hơi bị tổn thương đó nghe. Còn giỡn giỡn cho em bớt rung. Tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình, hai là chung thủy, đáng tin, biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Ok, bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em, nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí, nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong gia đình. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu quá nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó. Là em không thích như vậy. Rồi hôm nay em đi em với gái em. Đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi, xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok, em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy, nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu cũng như Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, lúc đấy lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em áo trắng. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân ạ, và chào quý khán giả anh xem chương trình ạ. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Thế thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Em cũng có đặt câu hỏi như thế này. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với ảnh sau này không? Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Bản thân mình cũng vậy. Nếu mà ví dụ như là mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi. Mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi à. Vậy đó dạ. Hả? Dạ, em thấy hiện tại là bạn nữ đấy cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi, xoay. Rồi. Trao quà dạ, đi nào. Chào anh. Chào em. Em có muốn quà nhỏ tặng anh. Lần đầu tiên gặp em thì cũng không biết em thích cái gì thì có muốn quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới nhìn được chắc chưa được một phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Em có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là sau cái lung tung của anh á, thì anh cảm nhận về em như thế nào? Thật nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thể cảm tình hay là như thế nào không? Thế đó là em muốn nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc. Về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm. Nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời.
trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những yếu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu. Đó là, em rất là khó yêu. Em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng. Có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là không anh... thận trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Dạ. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì cho tương lai? Có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng là giống như là yêu thương mình, quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì hay là sẽ mình bản thân mình ấy? Là sẽ làm gì để đạt được cái thì tất cái nhiên rồi ấy. Tất nhiên là có nghĩa là phải sống là phải có qua có lại. Hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Chứ nếu mà mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong nói cái gì đó nào. Tấn công hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Mạnh dạn lên nào. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, và ai nhìn thấy. Tình cảm thì nó phải qua trái tim. Cũng không biết nói gì nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay, nhưng mà có nghĩa là cảm xúc quá. Nhưng mà sau anh gặp em, anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là cái nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó. Chứ anh dở ưng ương vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa là mình nói nhìn em nhìn anh lên em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? Cái ưng cảm nhận đó, thiện cảm. Nếu mà không ưng thì không đến anh không đến nắm tay làm gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này, bằng hay nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì để. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em phải nói cho người ta biết. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, đi đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Để tao nút bấm đi, cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Rồi. Mong mọi điều tốt đẹp nhất nha. Như vậy chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Vẫn là một câu rất là quen thuộc. Chúc cho những cặp đôi đã đến với Hoàng Muốn Hẹn Hò sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc cho riêng họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.